Xin chào các bạn, mình là Julie, là MC của chương trình Đố Vui của công ty Tân Đại Dương. Hôm nay chương trình Đố Vui xin gửi đến các bạn một câu hỏi đố. Các bạn hãy thử tài của mình và trả lời cái câu hỏi đố này xem sao nha. Cái câu hỏi của kỳ này là: có một tàu điện đi về hướng Nam và 6 hướng Tây Bắc, dãy khói của con tàu điện sẽ đi về hướng nào? Các bạn hãy thử trả lời và search trên YouTube với từ khóa là giải đáp câu hỏi 1. Xin chào các bạn.